Có 3 thứ chúng ta thường xuyên phải sử dụng nhất để giao tiếp với một chiếc máy, đấy chính là trackpad, bàn phím và màn hình. Thì cả 3 thứ này Asus đã làm rất tốt cho chúng ta rồi. Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World Thế Giới Công Nghệ. Lại là mình Sơn Nguyễn cùng với những điều laptop rất ngon cho các anh chị em đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm một mẫu laptop với vẻ bề ngoài rất đẹp, rất sang chảnh, vỏ build full hợp kim nhôm. Thời lượng pin thì rất là trâu mà màn hình thì phải rất là đẹp anh em nhé. Và quan trọng nữa là phải có một cái mức giá nó hợp lý cho anh chị em đúng không nào. Và nhân vật chính của chúng ta trong video lần này sẽ là chiếc Asus ZenBook 14 OLED UM3402YA. Rồi, trước khi vào video thì một lần nữa mình phải nhắc lại với anh em là link của sản phẩm này mình đã để phía bên dưới phần mô tả của video rồi. Anh em có thể nhấn thật mạnh vào link để có thể cập nhật thêm về mức giá cũng như là thông số của sản phẩm tại thời điểm mà anh em xem video. Còn bây giờ quay trở lại với cả ZenBook 14 OLED. Cái mã UM có vẻ còn khá mới lạ với đại đa số anh em sử dụng laptop thời điểm hiện tại được không nào? Thì đối với những cái dòng Asus ZenBook, cái mã UX sẽ được sử dụng cấu hình Intel, thì mã UM sẽ được sử dụng cấu hình AMD anh em nhé. Và cái chiếc laptop này mình nói luôn là nó sẽ dành cho những anh chị em nào thích một chiếc laptop với thiết kế full hợp kim nhôm, đẹp và sang chảnh, màn hình đẹp, pin rất trâu và không cần cái mức hiệu năng ở trên chiếc máy này là quá cao. Nó sẽ phù hợp cho các anh em sử dụng vào tác vụ văn phòng, xem phim, lướt web, giải trí và thi thoảng có chơi một vài tựa game khá là nhẹ thì em máy này có thể gánh được tốt cho chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi chứng minh từng điểm một. Thứ nhất là về cái khoản thiết kế đẹp và cứng chắc trước đi. Full hợp kim nhôm, ở đây chúng ta có gì? Cái chiếc máy này, nếu như mà anh chị em không thích cái thiết kế, cái logo chữ A ở mặt lưng quá to như là trên những mẫu Asus ZenBook UX, thì cái chiếc UM này nó sẽ cho chúng ta một cái logo rất là nhỏ xinh ở đây và trông nó rất tinh tế và sang chảnh anh em ạ. Hơn nữa phía bên dưới này cũng có dòng chữ Asus ZenBook được đặt ở chính giữa chứ không đặt lệch sang bên cạnh phải của máy như là trên cái dòng UX anh em nhá. Cá nhân mình đánh giá khá cao cái phần thiết kế này khi mà với mặt lưng của máy sẽ được sử dụng là cái màu sơn màu đen mờ, cho nên là đi cùng với cả một cái thiết kế những cái logo họa tiết nhỏ nhắn và tinh tế như thế này nó sẽ giúp chiếc máy này tôn lên cái vẻ đẹp tốt hơn so với cả việc show quá là nhiều những cái nhận diện thương hiệu lên phần mặt lưng đúng không nào. Và đó là ở cái phần mặt lưng của máy. Tiếp theo là phía bên dưới phần mặt đáy thì ở đây anh em có thể thấy là nó vẫn giống ngôn ngữ thiết kế của những chiếc UX mà thôi. Sẽ có những cái gờ cao su này, sẽ có những cái đường vát để giúp chiếc máy này trông ở bên viền vào sẽ cảm giác nó mỏng hơn là rất nhiều này. Sẽ có cái phần bản lề được sơn mạ chrome bóng này và có một cái khe thoát gió tản nhiệt được vát ở bên cạnh trái của máy. Và đó là tất cả những cái phần thiết kế ở phía mặt đáy của chiếc máy này. Nói chung là không có quá nhiều điểm nhấn chú ý ở xung quanh cái chiếc máy này, quan trọng là nhìn tổng quan của nó đẹp và tinh tế đúng không nào anh em. Và thiết kế đẹp thì đã đành rồi, em nó cho chúng ta vỏ máy hoàn toàn là hợp kim nhôm và chiếc máy này đã trải qua rất nhiều bài test để đạt cái chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ Military Standard 810H, cho nên là về cái độ bền để mà có thể sử dụng về lâu về dài trên chiếc laptop này thì mình nghĩ anh em cũng không cần phải đắn đo gì cả. Lắc rất là mạnh trên khu vực thân máy hay là kể cả phần màn hình của máy vẫn đảm bảo cho anh em cái độ cứng cáp và chắc chắn rất là tốt anh em nhé. Để chứng minh cho điều thứ hai thì ở đây chúng ta sẽ nói về phần màn hình. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với kích thước sẽ là 14 inch, một cái kích thước mà nó rất là tiêu chuẩn cho rất nhiều những chiếc laptop văn phòng thời điểm hiện tại. Khi mà cái kích thước này nó không phải quá bé như là 11, 12, 13 inch mà nó cũng không phải quá to như là 15,6 inch. Nó rất là vừa anh em nhé. Và với cái màn hình 14 inch này nó còn là tỷ lệ 16:10, cho nên cho chúng ta cái tỷ lệ này nó là cái tỷ lệ vàng, cho anh em có một cái không gian quan sát và hiển thị cũng như là đi cùng với đó là một cái diện tích tổng thể của chiếc máy này. Nó gọn nhưng mà nó vẫn đủ rộng về không gian hiển thị trên màn hình để chúng ta có thể làm rất nhiều thứ ở trên đây. Và đặc biệt là cái tỷ lệ nó thiên về khung hình dọc như này, nó cực kỳ phù hợp cho chúng ta sử dụng để soạn thảo văn bản hay là làm bảng tính, kiểm soát được nhiều nội dung về chiều dọc được tốt hơn, hay thậm chí kể cả anh em có lướt web chăng nữa thì chúng ta có thể bao quát được nội dung một cách toàn diện hơn. Và đó là cái lợi thế của màn hình 16:10. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Ở đây chúng ta có một chiếc màn hình kích thước 14 inch, độ phân giải nó là 2,8K anh em ạ, 2880 x 1800. Nó rất sắc nét trên cái màn hình này. Và hơn thế nữa, nó có cho chúng ta độ phủ màu đạt là 100% DCI-P3, cho chúng ta tần số quét là 90Hz và mức độ sáng 400 nit với nội dung SDR và 600 nit với nội dung HDR. Một chiếc màn hình mà nó không những đẹp, nó không những sắc nét mà nó còn khá mượt đúng không nào anh em, 90Hz chứ không phải là 60Hz. Vậy thì theo anh em đánh giá cái màn hình như thế này đã phải là đủ đẹp hay chưa? Làm gì có hãng laptop nào khác cho chúng ta cái màn hình 2,8K OLED với độ tương phản 1.000.000 chia 1 trong cái tầm giá này nữa đúng không nào anh em? 2,8K nó là rất cao anh em nhé, và nó là rất sắc nét trên cái màn hình 14 inch này. Chính vì thế mà mình nói đây là một chiếc laptop có màn hình rất đẹp trong tầm giá. Chúng ta không những xem phim, chúng ta có thể sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh, chúng ta sử dụng để kéo màu color grading hay là làm tất cả mọi thứ trên cái màn hình này, nó đáp ứng cho anh em là rất tốt. Rồi, mình đã vừa đi qua cái yếu tố thứ hai là về cái màn hình đẹp. Yếu tố thứ ba nữa là về thời lượng pin trâu. Thì trước khi tới với cái thời lượng pin trâu này, mình sẽ phải nói qua một chút về cái thông số cấu hình của laptop này, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái thời gian sử dụng pin của chúng ta. Ở đây chúng ta được sử dụng một con AMD Ryzen 5 7530U. Thì với con Ryzen 5 mà là dòng U ấy thì như mình đã nói rồi, nó không phù hợp cho những tác vụ hiệu năng cao, nhưng mà nó lại rất hợp cho các tác vụ văn phòng hay là sử dụng giải trí nhẹ nhàng, xem phim, lướt web hay là chơi tựa game nhẹ. Bởi vì là cái con CPU này nó ăn rất là ít điện và nó chỉ cần có 15W điện cho hầu hết mọi tác vụ chúng ta sử dụng ở trên đây mà thôi. Chính vì thế mà mang lại cho em thời gian chịu pin là rất trâu. Thêm nữa, chúng ta có một con RAM là 16GB RAM LPDDR4X với băng thông là 4266MHz. Thì ở đây chúng ta sẽ hiện tại vẫn sẽ chỉ được sử dụng công nghệ RAM là LPDDR4X mà thôi. Tuy nhiên thì cái lượng băng thông của nó đưa ra vẫn là rất đủ, và cái quan trọng là cái RAM LP này là cái dòng RAM mà thiên hướng về tiết kiệm điện, cho nên phần nào đó cũng góp sức mang lại cho chúng ta thời gian sử dụng pin là lâu hơn nữa. Đấy, chính cả con RAM nó còn tiết kiệm điện cho chúng ta nữa cơ. Ổ cứng SSD sẽ là 512GB lắp đặt sẵn và chúng ta có thể nâng cấp thêm. Cuối cùng là card đồ họa. Phiên bản này sẽ được sử dụng card đồ họa tích hợp luôn AMD Radeon Vega 7. Với phiên bản Vega 7 Graphics này thì nó là một phiên bản card đồ họa tích hợp, và tất nhiên rồi nó cũng không ăn quá nhiều điện năng của anh em. Chung quy lại thì đây là một combo rất là tiết kiệm điện cho anh em, mang lại cho chúng ta thời gian sử dụng pin nó là trâu hơn. Và cùng là CPU dòng U đấy, nhưng mà nếu Ryzen 5 7530U chỉ cần ăn 15W điện cho hầu hết mọi tác vụ, thì với một con Intel Core i5 1335U nó sẽ cần ăn nhiều hơn thế, vào khoảng độ 17 cho tới hơn 20W điện cơ. Mà cái hiệu năng của nó thì lại không cao hơn AMD, thậm chí là còn thấp hơn cơ. Chính là vì thế mà cái việc tối ưu hiệu năng ở trên mỗi watt điện, hay là cái việc tối ưu điện năng ở trên những cái phiên bản CPU AMD, đặc biệt là dòng U này, nó sẽ là rất tốt. Và đó là cái yếu tố thứ nhất giúp cho chiếc máy này có thời gian sử dụng pin là rất trâu. Còn yếu tố thứ hai quan trọng hơn nữa, đấy chính là về dung lượng pin anh em ạ. Chúng ta có một viên pin là 4 cell và 75Wh, cũng sẽ là một viên pin khá to rồi. Và mặc dù là đây không phải là một combo được trang bị cái tiêu chuẩn là Intel Evo như là những cái chiếc laptop sử dụng CPU Intel, nhưng mà cái thời gian trụ pin của nó còn trâu hơn cả những phiên bản sử dụng Intel Evo cơ. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng tốt cái combo này trong khoảng độ 9 cho tới 10 tiếng đồng hồ cho những tác vụ sử dụng văn phòng ở mức độ sáng màn hình thấp trên chiếc laptop này. Nhớ là tắt hết những cái led, những cái thứ xung quanh anh em nhé. Và đó, theo mình thấy thì cái chiếc laptop này sẽ đáp ứng được tốt cho rất nhiều những người sử dụng văn phòng, bởi vì cái thiết kế của nó đã rất phù hợp rồi. Nó nhẹ nhàng, nó linh hoạt, thời gian pin trâu và màn hình rất đẹp. Ngoài ra còn rất nhiều những cái trang bị khác đáng giá nữa ở trên những cái chiếc ZenBook này. Ví dụ là về phần bàn phím hay trackpad chẳng hạn. Mình thì mình đã nói ra giá rất là nhiều rồi, đấy chính là bàn phím của nhà Asus làm rất là tốt anh em ạ. Chúng ta có một cái hành trình phím nó khác biệt, chúng ta có một cái khung máy nó cứng chắc, nó quen tay và gần như chúng ta không phải làm quen lại từ đầu mỗi khi sờ lên đây. Bất kỳ ai sử dụng bất kỳ dòng laptop nào chăng nữa, đặt tay lên đây là có thể gõ một cách nhuần nhuyễn, rất là nhanh. Cái tốc độ làm quen chiếc máy này, chiếc bàn phím này rất là nhanh, bởi vì cái layout phím của nó bố trí nó rất là công thái học và nó giúp cho người dùng có cái cảm giác bấm ở trên này rất tốt anh em nhé. Hành trình phím thì sẽ sâu là 1,4mm, cho chúng ta đầy đủ đèn nền, cho chúng ta đầy đủ cả nút nguồn có cảm biến vân tay một chạm tích hợp luôn trong khu vực bàn phím. Chưa kể là chúng ta có một phần trackpad lớn, phủ kính, có đầy đủ cả number pad và mang lại cái khả năng lướt tracking rất tuyệt vời. Mà đây lại là những thứ người dùng cần nhất ở trên một chiếc laptop văn phòng, đúng không nào? Có 3 thứ chúng ta thường xuyên phải sử dụng nhất để giao tiếp với một chiếc máy, đấy chính là trackpad, bàn phím và màn hình. Thì cả 3 thứ này Asus đã làm rất tốt cho chúng ta rồi. Và nếu như anh em quan tâm cả về hệ thống cổng kết nối của chiếc laptop này thì mình sẽ show qua một chút cho anh em xem. Chúng ta có thể quan sát qua là nếu như mà với những dòng Asus ZenBook UX chúng ta sẽ có 2 chuẩn USB-C hỗ trợ giao thức 3.44, thì trên chiếc laptop này em nó sẽ chỉ có USB-C thông thường mà thôi anh em ạ. Nhưng mà anh em từ đã, Asus đã tính cả rồi. Ở đây chúng ta có 2 cổng C đấy, nhưng mà nó là 3.2 Gen 2 và hỗ trợ đầy đủ hết những cái giao thức anh em cần thiết ở trên đây, từ DisplayPort xuất hình ảnh ra màn hình rời trên cả 2 cổng C này cho tới Power Delivery, có thể sạc điện qua cả 2 cổng C này luôn. Nó không có thiếu bất kỳ một điều gì cả, chỉ thiếu đúng một cái ở đây, đấy chính là kết nối ra eGPU mà thôi. Nhưng mà hỏi là mấy ai cần tới cái việc kết nối ra eGPU, đúng không anh em? Một khi chúng ta đã chọn một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này để sử dụng các tác vụ mà không quá cực yêu cầu hiệu năng cao, thì cái việc lựa chọn eGPU rồi bây giờ gần như là rất hiếm xảy ra anh em ạ. Đó. Và hơn nữa là một con CPU dòng U nữa. Nếu mà chăng chúng ta muốn lựa chọn eGPU, chúng ta phải chọn những chiếc laptop có sẵn CPU dòng H chứ, đúng không nào anh em? Đó, cho nên là cái chiếc laptop này 2 cổng C, 3.2 Gen 2, tốc độ 10 GB/s vẫn sẽ là mang lại tốc độ dư thừa cho đại đa số chúng ta sử dụng. Ok. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cổng HDMI 2.0, cũng có thể xuất hình ảnh 4K. Tiếp theo, jack audio và khe đọc thẻ micro SD. Cạnh trái của máy sẽ có thêm một cổng A nữa, cũng là 3.2 Gen 2 anh em nhá. Nói chung là toàn chuẩn tốc độ cao thôi anh em ạ. Và đó, chúng ta đã vừa đi qua một chiếc laptop mà như mình đã nói từ đầu video đấy, thiết kế đẹp, bắt mắt, vỏ build cứng chắc, màn hình rất đẹp, pin trâu. Và hơn thế nữa thì cái chiếc Asus ZenBook này còn là một con hàng chính hãng cho nên được bảo hành 24 tháng chính hãng Asus Việt Nam nữa cơ anh em ạ. Và anh em đừng quên là nếu như mà anh em mua chiếc máy này trong tháng 2, anh em sẽ được Laptop World lì xì ngay 300.000 nữa cơ anh em ạ. Đó, mức giá của nó bây giờ đã mềm, lại còn mềm hơn nữa cơ. Vậy thì nếu anh em quan tâm đến chiếc máy này, tất nhiên rồi, link của sản phẩm ở ngay phía bên dưới mô tả của video này thôi. Chúng ta có thể click vào đó để tham khảo chi tiết hơn về sản phẩm anh em nhé. Và nếu em cảm thấy yêu thích video này, đừng quên nán lại một chút cho Laptop World một like và một sub, cũng nhớ nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.